Nữ hành khách ngồi trên băng chuyền tại sân bay Phú Quốc khiến cho rất nhiều cư dân mạng cảm thấy ngán ngẩm và hiện nay danh tính của nữ hành khách này đã được xác minh. Ngày 25 tháng 7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip dài khoảng 9 giây ghi lại cảnh một hành khách nữ ngồi trên băng chuyền hành lý tại sân bay. Dòng chữ trong clip cho thấy địa điểm quay tại sân bay Phú Quốc, Kiên Giang. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, lãnh đạo sân bay Phú Quốc cho biết đã vào cuộc để xác minh. Đây là lần thứ 3 nhà chức trách ghi nhận hành vi ngồi lên băng chuyền hành lý thông qua các clip lan truyền trên mạng xã hội trong chưa đầy một tuần. Hai tình huống trước đó gồm một nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay Tân Sơn Nhất và một người ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay Đà Nẵng. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý là không được phép. Chưa kể đến, hành vi của nữ hành khách trong sự việc lần này rất phản cảm, đồng thời có thể gây nguy hiểm cho chính người này. Cục Hàng không cho biết đang yêu cầu xác minh cụ thể vụ việc, nếu đủ căn cứ sẽ có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Hiện tại, danh tính của nữ hành khách này đã được xác minh và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ. Sau hàng loạt những sự việc mà hành khách ngồi trên băng chuyền sân bay như vậy, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các phòng thanh tra Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện, kịp thời cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh hàng không, đồng thời lập danh sách các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam, xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Chúng mình là S-News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho S-News.